Người nhà ông Vũ trồng lương như thế là hại em rồi. Mãi đến lúc lương tạt về nhà, tôi đã hỏi có sổ điểm cho con mình không thì lương bảo là đúng. Nó nói vì muốn giúp em và mọi người nên mới làm thế. Tôi giật mình thốt lên, thôi chết rồi, như thế là hại em rồi. Người nhà ông Vũ Trọng Lương nói. Trong số 114 thí sinh ở Hà Giang được ông Vũ Trọng Lương sửa điểm thi Trung học phổ thông quốc gia, ngoài con của một số lãnh đạo doanh nhân ở tỉnh Hà Giang, còn có cả người thân của ông Lương. Xác nhận với báo Lao động, mẹ của thí sinh TKTT chuyên toán cho biết con bà cũng nằm trong danh sách được ông Vũ Trọng Lương, phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang sửa điểm thi Trung học phổ thông quốc gia 2018. Người này cho biết ông Vũ Trọng Lương là con cháu trong nhà, gọi vợ chồng bà là chú thím. Khi biết thông tin ông Lương là người sửa điểm thi cho hàng loạt thí sinh ở Hà Giang và con gái mình cũng nằm trong danh sách thí sinh bị sửa điểm, vợ chồng bà đã vô cùng bất ngờ. Con gái tôi cũng dính vào trường hợp bị sửa điểm thi. Khi biết chuyện, vợ chồng tôi đã gọi điện cho cháu gái, vợ của ông Vũ Trọng Lương hỏi tình hình nhưng không thấy cháu nghe máy. Mãi đến lúc Lương tạt về nhà, tôi đã hỏi có sổ điểm cho con mình không, thì Lương bảo là đúng. Nó nói vì muốn giúp em và mọi người nên mới làm thế. Tôi giật mình thốt lên, thôi chết rồi, như thế là hại em rồi. Ít ra với sức học của em vẫn có thể đổ vào một trường y, giờ làm như thế này là hại em rồi, mẹ của TKT kể lại. Bà cũng cho biết vì ông Lương là con cháu trong nhà, giờ sự việc đã rồi nên không thể trách móc mà chỉ biết thương cháu. Khi phóng viên đề cập vấn đề không bỗng dưng ông Lương lại mạo hiểm đi sửa điểm thi cho TKTT như vậy, có hay không việc gia đình tác động nhờ giúp đỡ? Người này phủ nhận chuyện nhờ ông Lương can thiệp vào điểm thi để cháu đủ điểm đổ vào trường Đại học Y Hà Nội theo nguyện vọng. Bà khẳng định con bà từ nhỏ đến giờ đều là học sinh giỏi. Khi có kết quả rà soát và trả điểm thật, chính TKTT cũng rất sốc vì em không biết chuyện mình bị can thiệp vào điểm thi. Mẹ của T nói thêm, mấy hôm nay con tôi khóc rất nhiều, con có hỏi tôi vì sao lại vậy. Chúng tôi nói với con là khổ quá, bố mẹ có nhờ vả gì đâu, tự anh sửa. Cũng theo người nhà của ông Lương, có thể ông Lương thực hiện việc sửa điểm thi của con cháu trong nhà do vào năm 2017 có một thí sinh là em của ông Lương bị trượt tốt nghiệp. Điều này làm ông Lương áy náy với họ hàng, nên năm nay nhưng có cô em gái trong họ thi, ông Lương đã chuộc lỗi bằng cách nâng điểm cho em. Bạn bè của T xác nhận với phóng viên T là học sinh chăm ngoan, học giỏi, sự việc xảy ra bạn bè cũng bất ngờ và thương T. Theo tìm hiểu của phóng viên, trước khi trả lại điểm thi thật, T có điểm số rất cao, toán 9,6, ngữ văn 7,5, vật lý 9,5, hóa học 9,5, sinh học 9,75, tiếng Anh 5,2, em là một trong những thí sinh nằm trong top 10 điểm cao nhất nước. Tuy nhiên, sau khi chấm thẩm định, điểm thi của T đạt được lần lượt là toán 6,2, vật lý 4,75, hóa học 6,75 và sinh học 7,5, môn ngữ văn và tiếng Anh giữ nguyên. Tổng điểm thi chênh lệch của thí sinh này là 13,15. Một số khối thi có điểm thi ban đầu nổi bật cũng có sự chênh lệch lớn với điểm thi đã chấm thẩm định như tổ hợp A00, toán vật lý, hóa học bị giảm đi 10,9 điểm, tổ hợp B0, toán hóa học, sinh học bị giảm 8,4 điểm, tổ hợp A2, toán vật lý, sinh học bị giảm 10,4 điểm. Hiện T không còn nằm trong top thí sinh có điểm cao nhất nước nữa. Khởi tố vụ nâng điểm thi cho 114 thí sinh ở Hà Giang. Ngày 19 tháng 7, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Hà Giang quyết định khởi tố hình sự. Để làm rõ việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Liên quan vụ nâng điểm cho 114 thí sinh, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ việc về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự. Theo cơ quan chức năng, vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Phó phòng khảo thí. Sửa điểm như thế nào? Hai ngày trước, tại buổi họp báo, chiều ngày 17 tháng 7, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, kết quả xác minh ban đầu cho thấy, ông Vũ Trọng Lương, Phó trưởng phòng khảo thí và kiểm định chất lượng, thuộc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Giang, là người trực tiếp can thiệp vào kết quả thi của thí sinh. Về việc sửa điểm,
Đại diện Cục An ninh Chính trị, Nội bộ A83, Bộ Công an nói, ông Vũ Trọng Lương, được Sở Giáo dục Đào tạo Hà Giang phân công sử dụng máy tính để quét bài thi trắc nghiệm. Sau khi Bộ Giáo dục Đào tạo công bố đáp án, ông Lương đã tải đáp án về và lưu trong máy. Điều tra ban đầu cho thấy lúc này, có nhiều tin nhắn, gửi số báo danh thí sinh và mức điểm đến số điện thoại ông Lương để nhập vào máy tính. Quy trình thực hiện khoảng 6 giây, cho một trường hợp. Ông Khương cũng cho hay, quy trình thanh tra của Bộ Giáo dục Đào tạo, Sở và của Công an, giám sát chưa chặt chẽ khi để ông Lương xử lý tất cả, trong khi thành viên ban giám sát ở đó. Những thành viên tham gia, về cơ bản, không nắm được thao tác, quy trình, nên để ông Lương qua mặt. Ông Lương đã có thời gian hơn 2 giờ. Từ 12 giờ đến 14 giờ 38, ngày 27 tháng 6, chuyển toàn bộ hòm bài thi trắc nghiệm và máy tính về phòng khảo thí. Trong thời gian này, ông này đã mở ổ khóa niêm phong, rút bài ở túi và sửa đáp án. Quá trình theo dõi lại camera lắp tại Sở Giáo dục Đào tạo Hà Giang chưa phát hiện thêm cá nhân nào cùng tham gia với ông Lương trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, A83 nhận định rất khó để một mình ông Lương có thể làm hết những việc như vậy trong khoảng thời gian đó. Chúng tôi làm việc từ 20 giờ cho đến 4 giờ sáng hôm sau. Với 10 người mới có thể rút bài ra kiểm tra, xác định đối sánh, xem có sự sửa đổi trên bản gốc không. Vì vậy, chúng tôi phải tiếp tục điều tra xem sự việc này có liên quan đến những người khác hay không, ông Nguyễn Cao Khương, Phó trưởng phòng 4, A83 nói. Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục Đào tạo, cho hay, về trường hợp những người can thiệp chỉnh sửa bài thi, điểm thi, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã làm việc trực tiếp với Bộ trưởng Công an Tô Lâm, xử lý đúng người đúng tội. Hơn 300 bài thi bị sửa điểm. Theo thống kê, có 102 bài thi toán đã chênh từ 0,1 đến 8 điểm, 85 bài thi vật lý chênh từ 1 đến 7,75 điểm, 56 bài thi hóa học chênh lệch từ 1 đến 8,75 điểm. Môn sinh có 8 bài thi chênh từ 1 đến 4,25 điểm. Môn lịch sử và tiếng Anh lần lượt có 9 và 52 bài thi đã chênh lệch từ 1 đến 7,8 điểm. Kết quả rà soát cho thấy 114 thí sinh với 330 bài thi có tổng điểm đã chênh lệch từ hơn 1 điểm so với điểm chấm thẩm định. Không ít thí sinh có tổng điểm chênh lệch hơn 20 điểm so với thí sinh chấm thẩm định. Cá biệt có những thí sinh được tăng lên 26,8 điểm, thậm chí 29,95 điểm so với bài chấm thẩm định. Trước đó, khi Bộ Giáo dục Đào tạo công bố điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018, mạng xã hội xuất hiện thông tin nghi vấn điểm thi của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Giang. Nói với phóng viên, nhiều thí sinh ở Hà Giang cho rằng kết quả không phản ánh đúng lực học thực chất của nhiều học sinh. Có tình trạng thí sinh học không nổi trội lại đạt điểm cao bất thường hơn cả những người được đi thi quốc tế. Đặc biệt, một số thí sinh khi thi thử ở mức trung bình nhưng thi thật lại đạt từ 9 đến 9,75 điểm. Bí thư tỉnh Hà Giang nói gì? Khi có con được nâng điểm. Trước khi vụ việc phanh phui, phụ huynh, học sinh phản ánh, một trong số những thí sinh có điểm cao bất thường được cho là con của một lãnh đạo tỉnh Hà Giang. Trả lời câu hỏi của trong buổi họp báo chiều ngày 17 tháng 7 về vấn đề trên, ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thi Trung học Phổ thông Quốc gia tỉnh Hà Giang, cho hay việc con của lãnh đạo tỉnh dự thi Trung học Phổ thông Quốc gia là điều đương nhiên. Kỳ thi có rất nhiều đối tượng dự thi, trong đó có cả con lãnh đạo. Tuy nhiên, không có lãnh đạo nào nói phải làm việc để đưa con họ vào trường nào cả. Vì vậy, sai ở đâu, sai ở điểm nào, ai sai, cơ quan điều tra đang làm việc. Có con nằm trong danh sách được nâng điểm lần này. Ông Triệu Tài Vinh, Bí thư tỉnh ủy Hà Giang cho biết, con gái ông học ở trường chuyên của tỉnh Hà Giang. Con gái tôi nằm trong danh sách bị nâng điểm. Thì tôi không biết thế nào. Có thể họ lợi dụng việc đó để đưa con lãnh đạo vào trường thì sao, Bí thư Hà Giang nói. Vị lãnh đạo tỉnh Hà Giang chia sẻ, con gái ông học chuyên Anh văn, nằm trong top đầu của lớp. Về việc có xin điểm hay không? Ông cho biết, đang nắm thông tin xem, lãnh đạo hay ai đó nhắn tin, để thực hiện việc can thiệp điểm thi, Trung học Phổ thông ở Hà Giang. Ông cũng cho rằng, vụ việc này, cơ quan công an đang vào cuộc. Lãnh đạo tỉnh Hà Giang, thống nhất xử lý nghiêm vụ việc. Bên cạnh đó, Bí thư Triệu Tài Vinh, nhận định, cần nhìn nhận đúng xem, các cháu học như thế nào, chứ cứ nhìn hình ảnh con lãnh đạo. Thì các cháu xấu cả là không được. Các cháu không có lỗi gì cả. Con tôi năm nay thi tốt nghiệp,
như thế này không phải lỗi của cháu. Không phải lỗi của tôi. Báo chí cần định hướng tốt, để dư luận có cái nhìn tốt nhất, còn lãnh đạo nói chung, chất lượng học có đúng như thế không? Mới là quan trọng, ông mong muốn.